nó mới nghiêng cái lờ đầu không bên. Xa xôi quá. Ồ. Gì mà ấm vậy? Hai con cá lóc, con cá thi vàng. Sẽ có thể gặp ra rồi. Chào các chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm nay Dương lại tiếp tục cái clip là đi thăm lời nha. Thì hôm nay Dương sẽ thử nghiệm một cái loại mồi cá chê nha. Dương thăm xong Dương sẽ để mồi lại cá chê lại. Rồi clip sau Dương sẽ quay thử cái thành quả coi có như thế nào. Có ok không? Thì hiện tại Dương cũng đang tới buổi sáng nay Dương tới đang tới cái bãi lờ của Dương. Cá lóc nha. Con này cũng 250g. Vô con ếch nè, chỉ nó tung quá trời tung luôn. Em sập đây, vô con ếch nha. Cũng được. Có đơn không? Thì hôm nay Dương thử một cái mồi nha. Cái mồi này là mồi Dương vừa làm. Dương vừa làm xong luôn á, mồi này nè. Thì Dương có may cái túi nè, bỏ vô. Mồi này thì cá chê nha. Rồi rút nó lại. Bỏ hóng vô hỏng quá. Sạc quá sạc. Đó, Dương treo vậy nè, rồi Dương đặt Dương thử mồi. Hy vọng là cái clip sau Dương quay đã đặt mồi này thử 20 cái này thử coi nó như thế nào nha. Thì Dương sẽ vô đây Dương đặt lại cái chỗ này. Thôi dính một cái lóc. Giờ cái này gáo quá. Đi xa xôi quá. Ồ. Gì mà ấm vậy? Hai con cá lóc, con cá thi vàng. Con lành vậy? Cá chê vàng ẻo luôn. Con cá lóc này thì nhỏ không bự không. Nhưng mà cũng ổn được. Thì có con này tầm 200g nè. Cái vàng nha, vàng que luôn nè. Lên bờ đi ra tà lá này, ai dẹp kìa. Cái nào đổ cá mà nè. Wow, không phải là mà đổ cá mà là cá vô nhiều quá cho nên nó tung. Quá đã, quá đã. Cái này hả, ba bốn cá lóc, ba con cá lóc luôn, không có bự nha. Con rồi 100g mà nè. Rồi đi đi con nữa rồi, đi con nhỏ nữa rồi.
hy vọng sẽ có thể gặp ra. Ổn vậy. Hai con cá lóc cũng bự nha. Chung là bự nhiều cái chút. Cá lóc kiếm nha, bắt chục đi. Cá phi thì mình không bắt nha, tại vì có một hai con bắt làm biến công quá. Thì cái này là Dương đang thí nghiệm mồi nha. Này là thử thí nghiệm mồi cá chê đó. Wow. Đây, nghiêng bên này có lắp vô đó. Chắc có cá vô nó mới nghiêng cái lờ đầu bên. À, con cá chê vàng. Nhỏ không được. Nhưng mà có đơn không? Chết nè, uống ghê trời, nó bị con kia nút, nó bị cái chai này nút nè, nó uống ghê vậy. Nè. Con này nó bị con kia nút nè. Thì hiện tại thì trời cũng đã sáng rồi nha. Dương qua tới cái vạc thăm cái vạc mà nước cạn nè. Thì hôm bữa Dương đặt mấy bữa trước Dương thăm nước cạn nước lớn thì đậy lên tới trên mé trên đó đó, nhưng mà khi mà nó rộng thì nó cạn xuống vậy nè. Nên là lòi lợ lên chân á. Thì bữa sau Dương cũng có dời xuống. Thì giờ Dương qua thăm tới cái vạc bên đó rồi. Cái thành quả từ hồi sáng giờ cái vạc bên kia nè. Giờ sẽ qua thăm cái vạc mới nha. Giờ mình đi xuống dưới đây mình thăm cái lòi chỗ này trước. Hôm nay nước chắc hơi trễ, còn tí nước này. Cái lợ máng lên đọt cây luôn rồi. Chín con thủy móc gì. Nước trễ quá nó máng lên đọt cây luôn rồi. Thôi, cái này Dương cuốn luôn nha. Cái dũng này thôi Dương đặt hai cái nha. Mình đầu đón cái này cái nha. Ồ, còn con lớn gì cá nữa kìa. Con lớn gì cá, không bự. Cá này nhỏ nè. Dạ, chúng bắt con cá lóc chỗ đi. Rồi gắn Dương tính sao. Rồi, gỡ gắn luôn nha. Mình chui vô đây. Máy cái đầu lại, máy cái mình lại. Con này nhỏ quá Dương thả đi. Con nhỏ à, đây Dương thả nó đi nha. Ui. Qua. Hai con lóc. Giọt cái. Giọt cá không bự.
Đi bạn. Cái gì đây? Ôi tôi bắn cá bự rồi. Này bự ạ. Này con bắn cá hơi bự nha. Giờ hãy bắt con kia luôn được hai con rồi. Dạ. Ở đây loại này còn nhiều. Cái gì nãy Dương bắt con kia luôn này. Còn mấy cái gô. Con này thì cá xui được, tại nó không có ăn. Nó không ăn đồ ăn, chưa ăn cá vô. Wow, có cá này nha. Đó, đó, cá này. Cá gì đây? Wow, một con cá lóc. Ủa, sao hai mấy cái gô này chết ta? Đâu nước đâu có ngập đâu chết ta. Xuống vậy. Cái này nước đâu ngập đâu sao cá chết ta? Rồi, con trông trọng rồi. Nước đâu ngập đâu thì chết không biết nữa. Xây ngang luôn kìa. Cá vô vậy đó. Cá vô mà sao có lợn nó xây xây vậy. Khui. Wow. Một con cá lóc. Cũng khá bự nha. Ok. Xây về là được rồi. Con này cũng to đó. Dương cứ đặt lại đây. Tại vì Dương thấy cái lợn nó quay ngang là Dương có cá rồi. Hôm bữa thì Dương đặt cái lợn xui vậy nè. Đồ chết queo kìa. Trời ơi, gặp luôn. Uổng ghê vậy. Trời ơi. Ngợp chết rồi. Trời ơi, gặp lóc cho bá luôn. Uổng ghê vậy. Đi ngợp. Cũng gì chết luôn, gặp luôn. Hết chỗ đặt rồi. À thôi, cái nước chảy như vậy nằm lên cạn luôn rồi. Thiếu móc xì vậy. À vậy mà vô con cá lóc chơi ghê chứ nè. Nằm cạn queo luôn. Vô con cá lóc, vô con cá đó mang. Thì con cá đô mang này mình không bắt, mình chỉ bắt con cá lóc mà thôi. Đây. Wow. Cái cuối cùng. Ây da. Ây da. Cái gù dính một con nha. Quýnh mình dữ rồi. Rồi giờ Dương giờ Dương sẽ đặt cái lò này lại đây. Thấy. Đặt đây nước cạn là sao mà cũng im. Bây giờ mình đặt lại luôn. Rồi thì cái đó là cái lời cuối cùng của Dương rồi. Để Dương quay cái thành quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì ở trong đây có một con ếch với một con rắn nha. Còn lại là thành quả của Dương đây. Đó. Ấy. Hai con cá chê nhưng mà con này nó bị con kia nó nút chê mới vừa chết luôn á. Còn lại là cá lóc. Mày nãy bị ngọt chết nè. Rồi giờ Dương sẽ quay về thôi. Thành quả của Dương hôm nay được mới cái gô này, chắc cũng được 2 ký cá lóc ạ. Thì hôm nay Dương đi thăm thì Dương cũng có đặt lại một số mồi nha. Thì mồi cá chê Dương thử nghiệm, thì hy vọng lần sau Dương đi thăm thì sẽ có cái thành quả nha. Thì cô chú anh chị đón xem cái clip sau của Dương coi là mồi của Dương có hiệu quả không nha. Nếu mà có hiệu quả thì Dương chia sẻ cái mồi này cho cô chú anh chị mình dùng luôn nha.
để mình đặt lờ hay là đặt lợp gì đó, cống câu cá chê nó cũng nhạy lắm. Thì Dương chỉ mới thử nghiệm thôi, thì khi nào thành công thì Dương sẽ chia sẻ cái bí quyết này cho cô chú anh chị mình. Rồi bye bye cô chú anh chị nha, hẹn lại cô chú anh chị video sau mình đi thăm những cái lờ có mồi của mình.